ầu tay của Nguyễn Văn Chín, đó là không, tôi không còn yêu em nữa. Tôi không còn yêu em nữa. Tôi không còn yêu em nữa, em ơi. Tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê, nên tình còn mãi ê chề. Thưa quý anh chị, thưa quý vị, Nguyễn muốn được mời anh Nguyễn Chín lên trên sân khấu với cây đàn. Và Nguyễn... thưa quý vị và thưa quý anh chị, cách đây mấy mươi năm về trước thì người nhạc sĩ đứng bên cạnh Nguyễn đây là một người rất là đẹp trai và rất được nhiều sự ái mộ của phái nữ. Nhưng mà cho đến ngày nay, anh vẫn là một cái người rất là chung thủy với mối tình của anh có. Và tất cả những nhạc phẩm của anh thỉnh thoảng